chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến gần đây bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình một sản phẩm của Báo Nhân Dân và Truyền Hình Nhân Dân dưới sự chỉ đạo của ông võ văn thưởng ban tuyên giáo trung ương đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn về cách tiếp cận và diễn đạt lịch sử đặc biệt việc phim gọi quân giải phóng cách mạng Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước là xâm nhập vào miền Nam đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự xuyên tạc lịch sử và biểu hiện của diễn biến hòa bình chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết khi phim tài liệu lịch sử xuyên tạc lịch sử diễn biến hòa bình bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa chân bước trên lịch sử đầy màu sắc và phức tạp của dân tộc Việt Nam cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước là một chương hùng tráng thể hiện ý chí và tinh thần không khuất phục của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tuy nhiên gần đây sự xuất hiện của bộ phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình dưới sự chỉ đạo của ông võ văn thưởng nguyên trưởng ban tuyên giáo trung ương lại đem đến một luồng gió lạnh làm rung chuyển niềm tin và quan điểm lịch sử đã được xây dựng và buôn đắp suốt nhiều thập kỷ qua bộ phim đã mô tả hành động của quân giải phóng cách mạng Việt Nam trong cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước là xâm nhập vào miền Nam cách diễn đạt này không chỉ xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mà còn phản ánh một quan điểm lệch lạc đi ngược lại với những giáo trình, tài liệu lịch sử và truyền truyền đã được Đảng và nhân dân ta kiên định và phổ biến mấy thập kỷ nay. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa người không chỉ khẳng định ý chí độc lập của dân tộc mà còn khẳng định lãnh thổ thống nhất từ Bắc chí Nam. Cuộc chiến tranh sau đó dưới sự lãnh đạo của đảng là để bảo vệ quyền lợi thiêng liêng đó, đẩy lùi sự xâm lược của Mỹ và bè lũ tay sai, không thể và không bao giờ được hiểu là xâm nhập vào miền Nam. Nội dung của phim với cách tiếp cận như vậy không chỉ là sự xuyên tạc lịch sử mà còn mang đến nguy cơ diễn biến hòa bình nguy hiểm đe dọa tới những thành quả của cách mạng Việt Nam, sự trong sạch và vững mạnh của đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng buồn hơn, việc bộ phim này lại được vinh danh bằng giải thưởng Búa Liềm Vàng càng khiến người ta băn khoăn liệu có phải chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà giá trị lịch sử và tinh thần cách mạng đang bị coi nhẹ, thậm chí là bị đánh phá từ bên trong. Qua đây, tôi muốn làm sáng tỏ và phân tích sâu hơn về cách diễn đạt và quan điểm được thể hiện trong phim qua đó kêu gọi những cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm đánh giá lại trách nhiệm và cách tiếp cận của những người làm phim đối với việc giáo dục lịch sử bảo vệ giá trị cách mạng và tôn vinh những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc đồng thời đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của việc kiên định và bảo vệ những quan điểm lịch sử đúng đắn đánh bại mọi âm mưu xuyên tạc và diễn biến hòa bình có thể làm suy yếu niềm tin và tình đoàn kết của dân tộc đất nước và chế độ